Chào bạn, hôm nay ngày 23 tháng 1 năm 2024. Sớm hơn mi xin giới thiệu cặp bánh Campagnolo chính hãng. Cặp bánh này hàng dùng rồi nha bạn nha. Giá nó thì nói chung cũng rẻ, 58.500.000 bao ship nha các bạn nha. Khi mua bánh là tặng cho các bạn cái túi của Campagnolo để chúng ta đem lưng chơi cho nó đẹp. Niền carbon. Bánh là 3 cam, trước sau 3 cam nha các bạn nha. Giá cặp này là đang bán với giá là 58.500.000, các bạn không nghe lầm đâu, bánh xài rồi. Và tem là tem dán nha các bạn nha. Tới giờ nhiều người mua bánh hỏi tem dán hay tem in. Tem dán không mua đâu. Các bạn mua bánh các bạn cứ thấy tem dán là tỷ lệ chính hãng cao nha các bạn nha. Tem in là tỷ lệ copy là nhiều. Thì mình lấy sẵn cặp kế bên là Campagnolo của mình, giá 6.650.000, hàng copy, tem in nha các bạn nha, tem không cạo ra được. Và con này là tem dán, tem này cạo ra được nha các bạn nha, cạo ra các bạn dán tem khác lên được nha các bạn nha. Nhưng mà không ai mua cặp bánh 50+ triệu đi cạo cái tem hết đó. Cặp bánh Campagnolo này tem dán nè, rồi em từng thấy cặp bánh Votela cũng tem dán nè, cặp bánh Jan SR2 cũng là tem dán nha các bạn nha, là cạo ra được hết. Còn riêng cặp này cạo không được. Nên có nhiều người mua bánh mà cứ hỏi tem dán hay tem in. Tem dán không mua đâu, là các bạn chưa trải qua sự đời chơi xe. Ngộ lắm bạn. Cái này là thật sự là quá ngộ luôn. Mình bán mình còn thấy ngộ. Bánh mà tem in á là hàng copy, bánh mà tem dán á là hàng chính hãng. Đây Campagnolo, tem này cạo ra được nha các bạn nha, cạo ra được, nghe cả tem đùm luôn các bạn, cạo là 3+ chữ luôn nha các bạn nha, cạo 3+ chữ luôn, mà cạo một cái là tiếc dở lắm nha. Boro Ultra Ru, đây cái tem nó gờ lên nha các bạn nha, để vô đây cho các bạn coi, tem nó gờ ra nè. Tem này cạo ra được nha các bạn nha, tem này cạo được. Anh lấy cặp bánh kia vô giùm cái, ngoài đó tối quá. Cặp này là 58.500.000 nha các bạn nha, 58.500.000. Nói chung là cặp này là hỗ trợ chớn gấp 10 lần, chớn gấp 10 lần cặp thường. Bạc đạn chớn gấp 10 lần cặp bánh thường. Giá 58.500.000 bao ship. Chớn gấp 10 nha các bạn nha, chớn gấp 10 lần. Đây là cặp này chớn gấp 10 lần nha các bạn nha. Và đây là hàng chính hãng Campagnolo. Tem này là tem dán nha các bạn nha, tem dán và nó có gờ lên luôn nè. Chúng ta gờ lột cạo được luôn nha các bạn nha. Các bạn đừng bình luận anh cạo thử chữ cho em coi, cạo ra lỡ nó bung ra ai mua nha các bạn nha. Hàng cạo ra được nha các bạn nha, Borondra Campagnolo. Và cái mã QR code nó cũng là tem dán luôn nha các bạn nha. Đây, tem dán nha các bạn nha. Nó có ngày tháng năm sinh luôn nha các bạn nha. Gạch này là sản xuất vào ngày 4 tháng 8 năm 2022 nha các bạn nha. Ngày 4 tháng 8 năm 2022. Thằng kia nói mình đọc thì mình đọc giống vậy á, đó. Chứ đó, 4822, đó mã số nó. Đầm đây chục bút nha các bạn nha, Santa Lock. Cối này cối Shimano, Campa mà cối Shimano nha các bạn nha, hàng chính hãng. Rồi, anh cầm giùm thằng này. Rồi đây là bánh copy đây. Bánh copy 6.650.000 nha các bạn nha, tem này tem in. Không lột qua được nha các bạn nha. Đó, nên có nhiều bạn cứ mua bánh, các bạn mua mà bánh là phải tem dán là các bạn nên có hy vọng một xíu, nhiều khi dính được hàng chính hãng hơn nha các bạn nha. Tem này là tem in nha các bạn nha. Cối này cối bạc đạn thường nhưng mà chớn nha các bạn nha. Cặp này em bán cũng khá nhiều người xài và rất là ok nha các bạn nha. To cối nổ cũng rất ok, cũng 3 cam đấu. Nhưng mà nó chỉ đi bánh sau thôi, bánh sau 3 cam đấu thôi, 3 cam đôi nè, 3 cam 3 cam.
Đó, nhưng mà bánh trước nó lại đi căm thưa nha các bạn nha. Còn bánh này á, này bánh trước của nó đây cũng 300 luôn, cũng 300 y chang bánh sau nha các bạn nha. Nè, cái dấu này nó cũng là hàng nó dán lên nha các bạn nha, và chúng ta tháo được, gọi là đề canh nước bạn. Lột thì lột, cố lột là sẽ bung ra nha các bạn nha, cố lột là sẽ bung ra. Đó, vân carbon nè, bánh xịn nè. Cặp bánh này là hiện tại là mắt thứ nhì ở nhà mình, mắt thứ nhì nha các bạn nha, mắt thứ nhì. Cặp mắt nhất của mình là cặp Royal. Cặp Royal này là giá của nó gần 80 triệu nha các bạn nha. Cặp bánh nè, Royal, nếu mà mua bánh mới á, bánh lướt về, bánh lướt này đang bán cũng 70 mấy triệu nha các bạn nha. Và tem nó là lột được nha các bạn nha, tem nó lột được, Royal tem lột được. Giống như bánh Retrobat của Chitter Carbon nè, tem nó lột được nha các bạn nha. Và hoặc là bánh Gian. Gian rồi, con Gian rồi, rồi beo rồi. Đây con Gian rồi beo nè. Cái tem này cũng lột ra được nha các bạn nha. Và mấy cái tem này lột được hết, lột được hết. Bởi vậy các ông nào ông nói bánh bánh tem dán hay tem in gì mình nghe cười cười, không biết ông nào cũng truyền. Các bạn mua bánh nếu mà đa phần mà dính phải tem dán như vậy nè, GG lên nè. À, và chúng ta có thể nhắm, chúng ta có thể gần lột. Nhưng mà cái hàng chính hãng, cái độ lột của nó rất khó nha các bạn nha. Lột phải lấy cái đồ chùi son của bà với bà rịa mới lột được. Còn mà lấy cái đồ thường lột không được. Đó, chúng ta lấy cái đồ chùi son chúng tẩy của bà với bà rịa là lột được nha các bạn nha. Đó. Nè mấy cái chữ này nè. Đó, nó cũng là dán lên, nó dán đề canh nước lên nha các bạn nha. Đó, nó gọi là gờ lên thấy được. Và cái tem của thằng Campanolo ở ngoài đây nè, là chúng ta cạo là rớt cái sợi cà thanh lấy rồi lại bấm Campa kia copy. Cái hàng copy này tem nó in chìm vô luôn. Và nếu mà chúng ta muốn tháo ra là chúng ta cạo lủng luôn cái niền luôn nha các bạn nha. Tại vì khi mà đi đề canh nước lên xong rồi, nó cho thêm một lớp keo phủ lên trên cái đề canh nước luôn. Và liền mặt, gọi là đề canh này nó chìm vô luôn, nó chìm vô. Đó, nó chìm vô nè. Đó, thì thành ra đó, và đây là bánh copy nha các bạn nha. Copy, cặp này là 6.650.000. Bánh này em bảo hành cho các anh chị 2 năm. Đùm Campanolo. Đùm này thì tem này cũng là tem dán nè, và tem nước nha các bạn nha. Tem dán, tem nước đó. Cái này nếu mà cố cạo là cũng sẽ ra đó. Và mã số đùm cũng là tem nước hay là nó chạy CNC ta. Con này nghi nó chạy bắn CNC quá. Này như bắn CNC. À, cái này bắn CNC luôn các bạn. Cái này nó khắc bằng CNC. Nha các bạn nha, máy khắc CNC hay sao, cái này không lột được đâu. Cái này là khắc sâu vô nè, không lột được. Nhưng mà cái thằng cái này là copy nha các bạn nha. Copy mà không lột được. Nhưng mà cái anh này nè, cái anh này nè là tem này nè. Đó, chúng ta sẽ biết tem này tem nước là lột ra được nha các bạn nha. Đó, các bạn thấy không, cái tem đó nè. Đó, nó lột qua được. À, có cái này nhìn sâu về thấy ngắn nhưng mà nhìn về thấy nó lõm vô ha. Đúng là đùm xịn nó khác. Đó, cho các bạn coi là hàng xịn, hàng giả, hàng xịn và hàng thường nó như thế nào. Nè, tất cả các chữ này các bạn coi nè, hai cái tem nó khác nhau một trời một vực luôn. Đúng không? Nó còn một loại bánh Campanolo y chang cái vân. Còn một loại bánh Campanolo y chang cái vân bánh này luôn nha các bạn, y chang luôn. Y chang vân bánh này luôn. Đó, cũng là hàng chính hãng nhưng mà cái tem nó có, chúng ta có thể cạo cạo nó ra được các bạn nha. Còn cái tem này là nó in chìm vô luôn. Đó, thì mình nói cho bạn biết để cho chúng ta biết. Đó. Nè, vân cặp này rất đẹp nha các bạn nha. Hàng xịn nhìn rất là đẹp luôn. Đó, anh ta để ra ngoài nắng là thấy vân carbon đó nè. Đó, cho bạn thấy không? Rất đẹp. 58.500.000 bao ship nha các bạn nha. Cặp bánh không mà 58.500.000. Đáng mua không đáng nè. Cái chân cái này là, ủa này đâu có dây tim đâu, này không dây tim luôn nè. Này là niền nó vẫn có mối hàng ở trong đây, mối ghép nè các bạn. Đó, nó vẫn có ghép nè, carbon nó vẫn có mối ghép nè. À, nhưng mà nhìn ở đây không thấy, tại vì thật sự carbon á là nó ghép từng mảng ở nhau và dán keo lại. Có nhiều cái thì nó xử lý không thấy mối này, nhưng mà có nhiều cái thì xử lý mối. Đây, bánh chính hãng vẫn có mối nè các bạn, thấy không? Thấy không nè, mối ghép nè. Đó, và nó cũng có chà ở đây nè. Đó, 58.500.000 nha các bạn nha. Hôm nay mình quay giùm cô em thôi. Nhưng mà ai mua thì mình bán luôn, và giá này có giảm nha các bạn nha.
Rồi, bánh này bánh ký gửi của cô em kia ký gửi. Rồi đánh là bay bay bánh Royo nè. Đó, Royo nè, hàng chính hãng nè. Cặp bánh này rất mắc nha các bạn nha. Cặp bánh này rất mắc và tem nó cũng là có thể lột ra được. Tại vì tem nước mà nó nằm ngoài có thể lột vào được. Và cái mã QR code đó là lột được luôn á nha các bạn nha. Mã QR code lấy tay cạo mạnh cái là bung ra nha các bạn nha. À, cái mã QR code là lấy móng tay gỡ ra được. Nhưng mà cái chữ Royo đó phải dùng cái đồ dụng cụ để mở ra nha các bạn nha. Hoặc là cái tem rẹt cho bác cũng phải dùng đồ dụng cụ mở ra. Riêng cái bánh Campanolo hàng copy này nè là không có dùng đồ dụng cụ gì được, chỉ có trà. Trà chừng nào mà cái carbon nó văng ra luôn, cái gọi là bay hết ra luôn, nó bay hết sơn, bay hết lớp carbon ra ngoài thì nó mới văng được cái chữ ra nha các bạn nha. Chứ cái này là nó đi tem nước lên xong rồi nó phủ lên thêm một lớp keo gọi là keo epoxy nữa thì nó sẽ cái tem nó nằm chìm trong luôn đó. Như các bạn thấy cặp này cứ nhiều người cứ nói tem in là chính hãng là sai nha các bạn nha. Khái niệm tem in chính hãng là sai và tem dán là chính hãng cũng sai luôn. Nó nhưng mà đa phần tỷ lệ bánh chính hãng đa phần là tem dán, nhưng mà cũng có hàng copy tem dán nữa. Nên mình không phải nói là cứ cái nào mà tem dán là hàng chính hãng nha các bạn nha. Nhưng mà mình nói rõ cái khái niệm của các bạn, có nhiều bạn hiểu sai cái khái niệm. Cứ nghĩ là tem in là chính hãng, cái đó là sai hoàn toàn. Bánh chính hãng có nhiều trường hợp nó vẫn là tem dán nha các bạn nha. Cũng có bánh chính hãng tem in, nhưng mà hôm bữa giờ em bán bánh chính hãng Jan nè, Vutella nè, Dilter nè, và thậm chí cặp bánh Cero em bán đang bán á, rồi cặp bánh Retrobat, tất cả đều là tem dán. Còn hôm bữa giờ em chưa bán cặp bánh nào carbon nào tem in. Cũng có thể là có trên thị trường nhưng mà hiện tại chưa bán, chưa thấy, chưa biết nha các bạn nha. À, còn mấy cái này là tem dán nha các bạn nha. Và cặp bánh Jan này cũng là tem dán hàng chính hãng nha các bạn nha. Con này đang sử dụng hàng chính hãng nè. Con này Robel bên em bán 96.500.000 nha các bạn nha. Rồi chào bạn.